don't ask him about it. Maybe he was getting to an American girl, or maybe he just moved there to study. Just moved for study. Okay, okay, but you have never asked him which major is he. I don't have time to ask him. You don't have time to ask him, right? Maybe he was so busy with his job. Oh, so busy. Yeah. So how long? I mean that how many hours does he have to work a day? He work at 8 a.m. to 8 p.m. Oh, wow. 12 hours, right? Yeah, because the shop's so busy, busy, crazy. Busy, crazy. Okay, yeah. Mm-hmm. Yes. So maybe we have to think in a positive way. You remember positive? Positive? Mm-hmm. Yes. So we have to think tích cực, đó không? Tích cực. Yeah. You remember? And what is the synonym of positive? What is the synonym? Antonym. Antonym of đồng nghĩa với trái nghĩa. Yes. The antonym. Maybe the antonym of positive it is. You remember? Synonym for positive là cái từ positive với con trái nghĩa của nó sẽ là constructive, right? Đúng rồi, positive là tích cực đúng không con? Yeah. Negative nè, negative là kiểu như tiêu cực đúng không? Yeah. Cái từ pessimistic đấy bác, optimistic, you remember optimistic? Optimistic, what does it mean? Okay, I will write it down for you again. Optimistic. Mm. Optimistic, right? You remember it? Like when, right? So what is the optimistic? Okay. Yes, okay, very good. So what is the antonym of optimistic? The thing is helpful. Helpful? Sorry. Pessimistic, right? Đó là đi quen không ha? Vậy thì nhá. Kiểu như cái từ antonym. I thought synonym. Yes, it's okay. Optimistic hoặc là mình nó giống như là cái từ positive vậy đó con. Ha? Yeah. Positive, right? Okay. Còn cái từ pessimistic đó gì nhá? Nó giống như là cái gì con? Nó giống như là negative. Yeah. So we have. You said to me that your uncle's shop is so busy, crazy, right? But we have to think in a very positive way. I think that we have to think in a very optimistic way. That if the shop is so busy, it has a lot of customers, and maybe he earns a good income, right? To support his family, right? Yeah. So everyone want to be busy, right? Do you want to be busy in the future? With in your future? Yeah. Yeah. Everyone wants to be busy, right? We don't like to have a lot of free time. Right. Yeah. Yes. So boring. So boring, very good. Next one we are going to learn another phrase. This one, can you read this one for me, please? Unexplored wilderness. Not look into or investigate.
something that you have not done or experienced before. Example, I'm thirsty for a journey into an explore. Why? Wilderness. Wilderness and getting right up a beaten track. Okay. Unexplored. Còn nhớ cái cách phát âm còn nhớ cái cách phát âm ed này không nhỉ? Có nghĩa là khi nào ed này sẽ được phát âm là th, khi nào con sẽ đọc là unexplored, khi nào con sẽ đọc là unexplored, khi nào con sẽ đọc là unexplored. Con nhớ về cách phát âm ed đó không? Unexplored. À, đúng không? Mình đọc là unexplored. Ha, thôi chút xíu cô sẽ nhắc lại cho con cái cách phát âm này. Nha. Yeah, okay. Yeah, mình đọc là unexplored, right? Unexplored. Mình phát âm là the cái gì ha? Yeah. Và cái này mình sẽ đọc là wilderness. Wilderness. Very good. Wilderness, right? Unexplored wilderness. Còn cái wilderness. Unexplored wilderness. Very good. Cái từ wilderness này, what does it mean? Wilderness. Not look into or investigated. You know investigated? Yes. What does it mean in Vietnamese? Investigate. Investigate. That means investigate. Là gì con? Là điều tra. Yeah. Còn look into là gì con? Look into nó cũng có nghĩa là điều tra hoặc là khám phá đó con. Tìm hiểu á, điều tra hoặc là tìm hiểu. Yeah. Rồi. Vậy thì con có nghĩa là unexplore. Explore là gì? Nhớ không? Con nhớ là unexplore. Explore. Từ đây mình nhắc lại mấy lần rồi nè. Khám phá. Đúng rồi, khám phá. Rồi, khám phá. Vậy thì unexplored là sao con? Lại có được khám phá chưa? Chưa khám phá. Yeah, lại chưa có được khám phá ha. Wilderness. Wilderness có nghĩa là vùng gì con? Wilderness. Hoang vu. Very good. Đó là vùng hoang. Hoang vu. Đó là vùng hoang vu. Đó. Ok. Vậy thì unexplored wilderness, what does it mean when you combine? Là chưa có khám phá một cái thứ gì đó mà mình chưa có xong hoặc là chưa có trải nghiệm trước đó. Cái unexplored wilderness đó như thế, nó có nghĩa là những cái vùng hoang vu mà nó chưa có được như thế nào, nó chưa có được khám phá. Nó chưa có được khám phá, nó chưa có được giống như là người ta đến đó, người ta khám phá, người ta điều tra đó nha. Đó là not look into đó con, hoặc là investigated nha. Something that you have not done, có nghĩa là cái điều gì đó mà con chưa có từng làm trước đây hoặc là con chưa có từng trải nghiệm trước đây nha. Okay. Giống như là con giống như là cái ví dụ hôm trước của mình đó, mình đi đến Đà Lạt đúng không? Okay, you go to Đà Lạt city, you go to the Love Valley, you go to the flower park, you go to many famous places, right? But you have not, yeah, you haven't gone to the ghost house, for example. Okay, so you can say that it is an unexplored wilderness, một cái vùng mà mình chưa từng đến đó, còn nha, chưa có được điều tra khám phá gì đâu, nha. Rồi. Okay, what does it mean by the example? Example, tôi khao khát. Tôi khao khát gì đây con? Tôi khao khát cái chuyến đi đến những cái vùng hoang, cái vùng hoang vu chưa được khám phá và không thường xuyên đi. Get. Con nhớ cái cụm từ là of the beaten track không? Of the beaten track. Yeah. What does it mean? Là những cái nơi mà những cái con đường mà không có thường xuyên đến.
Có nghĩa là mình đi du lịch theo một cách mà unusual, đúng không con? Nha. Có nghĩa là mình đến những cái nơi mà mình không có thường, người ta không có thường đến đó. Rồi, nói chung là mấy cái từ này nó cũng liên quan với nhau hết nè. Nha. Để giống như là khi mà người ta nói từ nào thì con cũng có thể hiểu được. Nha. Rồi, ok. Vậy là unexplored wilderness hay gì nha? Có nghĩa là những cái vùng hoang vu mà nó chưa từng được khám phá nha. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn con cái cách phát âm đi đi nha. Con nhớ không? Con nhớ cái cách phát âm đi không? Hồi ở Việt Nam là mình con biết bên này không có dạy cách phát âm đi, nhưng mà kiểu con được dạy nói cái từ đó như thế nào thì con sẽ nói là gì. Ok. Rồi, bây giờ cô dạy con cho nó kỹ luôn nha. Rồi, để mình phát âm cho nó đúng. Rồi, ok. Rồi, vậy thì nó có bao nhiêu cách phát âm đi con? Có 3 cách nha. Cách phát âm đi, mình viết ngoài những câu nha. Rồi. À, cách đầu tiên đi ha. Rồi, thì ED đó nó con, nó sẽ được phát âm là T. Ok. Khi ED đứng sau thờ hoặc là đờ nha. Rồi. Con cho cô một ví dụ được không nhỉ ha? Có nghĩa là ED này là trường hợp đầu tiên, thì ED này nó sẽ được phát âm là ịt đó nhỉ ha. Khi mà ED đứng sau là thờ. Đúng rồi, chính xác. Đúng không nhỉ? Đúng không con? Rồi. Nha. Hoặc là gì nữa nè, thờ hoặc là the visited, chữ đờ đi, chữ thờ xong rồi tới chữ đờ. Cái từ là lúc Look. À, nếu mà look thì nó sẽ thuộc trường hợp số 2 đó bé ơi. Nha. Yeah. Nó sẽ thuộc trường hợp số 2 nè con. Look. Khi ED. ED đứng sau cái từ như là bây giờ mình có là đứng sau F nè. F thì thường nó là GH đó nhỉ nha. Giống như là GH thì nó sẽ thuộc âm là F nè. Vậy thì F nè ha. Rồi, tiếp theo là GH nè. K nè. Rồi, B nè con. Ok, T nè. Rồi, SH xong rồi sẽ tới ví dụ như là SS nè. Sau SS nha. Rồi. Cô ví dụ nha. Cô ví dụ như vậy nha. Còn nói cái từ lúc của con đi ha gì ha. Rồi, cái từ lúc. Thì sao đây con? Thì ED này nó sẽ được phát âm là gì đi? ED này nó nằm phía sau K nè. Nha. Nó nằm phía sau K. Thì ED nó sẽ được phát âm. Xin lỗi. Ở đây nó sẽ phát âm là thờ. Rồi. Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Thì mình sẽ đọc là lượt thờ. Đúng không con? Lượt thờ. Nha. Rồi. Cho con một ví dụ về cái từ là cái này còn C nữa nè con. Còn C nữa nè. Đó. Thì cho con một ví dụ về mấy cái từ khác đi. Từ B đi con. B, T gì đó. Sorry, cái này không có T. Xin lỗi. Cái này mình đi. Rồi. Ok. Rồi cô ví dụ ra giống như là cô đưa cái trường hợp số 3 luôn nha. Rồi con cho dùng cô một cái trường hợp là một ví dụ nha. Con có thời gian suy nghĩ chứ con không phải trả lời liền. Rồi. Rồi, con cho dùm cô thêm một ví dụ ha, ở cái trường hợp số 2 và trường hợp số 3. Đợi cô tí xíu. Đi theo các từ khó. Um,
cái trường hợp số 3 cho từ delay, delay. Giỏi, đúng rồi. Giỏi, giỏi, đúng rồi. Chính xác. Delay. Mình đọc là sao cho đúng nhỉ? Mình đọc sao cho đúng. Delay. Very good. Delay. Đúng rồi đó. Rồi, cô bổ sung thêm một số từ cho Nhi ha. Rồi. Cho nó đủ luôn con. CH nữa. CH. What? Ừ, đúng rồi đấy, chính xác. X nè. Rồi. Để đây nè. What? Ừ, đúng rồi. What? Nhưng mà mình có đọc là watch. What? Mình đọc what? Là watch nè. Đúng rồi, what? Mình đọc là watched. Đúng không con? What? Đọc sao nhỉ? Đọc sao cho nó đúng nhỉ? Tự xem what? Là đã. Ừ? Đã. Cái gì cô? Đã xem gì? Ừ, có nghĩa là cái từ này mình đọc sao cho đúng không? Nè. What? Đúng rồi, chính xác. Good. Ừ, thử SS giùm cô đi. SS. SS, trời. Chỉ gì có SS ta? À, nhớ đi, Nhung nhớ. Miss. Good. Miss. Đúng rồi, chính xác. Đó, bây giờ phát âm là chuẩn rồi đó. Nghe không? Mình đâu có đọc là ịt nữa đâu con. Mình đâu có đọc là missing nữa đâu, đúng không? Rồi. À, thêm cho cô cái từ đây, từ X đi, dễ nè. The synonym of prepare. The synonym of prepare. Prepare. I repair the car. Something like that. Fixed. Very good. Fit. Good. Mình đọc sao con? Mình đọc sao cho đúng. Fit. Very good. Fixed. 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 Yeah. Fixed. You're right. Very good. One more toy with the SH. 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 Maybe sometimes you wash the car, right? Wash. What? Nó sẽ có âm sờ rồi mình tới âm thờ đúng không? Washed. Đúng rồi. Washed. Đúng rồi. Washed. What? Very good. Okay, you understand it, right? You got it? You got it? Yeah, I got it. So, let's try with the. One more word with the. Okay, vậy là những cái ký tự còn lại ngoài cái này đúng không con? Ngoài cái thờ đờ này ha. Ừ, mình chỉ cần nhớ hai cái trường hợp đầu tiên là được rồi. Cold, delayed. Experienced. Rồi, nếu mà cái từ experience thì cô sẽ xếp vào trường hợp nào nha. Bây giờ cô ghi ngay, cô chú xếp nó trong trường hợp nào. Bây giờ mình ghi cái từ này ra ha. Experienced. Rồi, vậy thì các con, mình xem ID này nó đứng sau cái từ gì đây Nhi hả? ID này nó đứng sau C đúng không con? C. Thì nó là trường hợp nào nhỉ? Trường hợp thứ hai. Yeah, exactly. Experienced. Đúng rồi. Đúng rồi, experienced, right? Đó. Nghiến một cái từ nữa xem. Yeah. Còn sót lại không? Còn sót lại. Re gì nhỉ? Remain. You know it? Remain? Yeah. Yeah, okay. Or record. Yeah, đúng không con? Thì những cái từ này mình đều đọc là the hết đúng không? Tại vì ed nó nằm phía sau. Yeah. Record. Đúng rồi, record.
recalled. Sorry, I okay. Đúng rồi, đúng rồi. Recalled là mình nhớ lại, nhưng mình hồi tưởng. Đúng rồi. Đó, vậy thì bây giờ nha, mình đi qua cái từ unexplored này. Thì đó, thì bây giờ đó là lý do tại sao mà con lại cô nãy cô lại hướng dẫn con đọc là giờ. Unexplored. Đúng không? Unexplored. Đúng rồi, tại sao vậy Nhi? Tại sao mình lại đọc là unexplored? Tại vì ED nó sao chữ E rồi. Very good. Rồi. Vậy thì bây giờ con nhìn vô một cái từ con biết phát âm cho nó đúng rồi đúng không? Phát âm đi cho nó đúng rồi đúng không? Rồi. Gì gì nha. Nhưng mà con có ghi chép lại cái này chưa nhỉ? Hay là con cô sẽ gửi cho con nha. Nói chung là sau. Dạ yeah, cô gửi. Rồi cái gì con chép lại nha. Ok. I want to talk to you more. So okay. Let's tell me about okay. So Nhi, I want to ask you, do you like traveling? Do you like traveling? Yeah, I do. Why? Please tell me why. Please tell me why you like because it fun. It makes me fun. It makes you it makes you comfortable. What else? What and I will try a lot of food in other countries. Okay. Okay, good. You can try a lot of kind of speciality, you know, yeah. Speciality. Yeah. What does it mean? Special. Cái đặc biệt. Những cái gì con? Những cái thức ăn đặc biệt mình gọi là gì ta? Mình gọi là gì ta? Đặc sản, đúng không? Đặc sản. Đúng rồi con, đặc sản. Mấy cái từ này mình học với Nhi nha. Rồi, mấy cái từ cô nói lại để con học nha. Yeah. Mình đọc là speciality. Con biết cái từ food đúng không? Là thức ăn đúng không? Cái ẩm thực là gì Nhi? Ẩm thực. Ẩm thực. Như là ẩm thực Nhật Bản, ẩm thực Hàn Quốc. Mình thường dùng đặc sản hay là ẩm thực cô? À, con muốn dùng từ nào cũng được. Có nghĩa là con muốn dùng những cái đặc sản hoặc là ẩm thực cái nơi nào đó. Thì nó là những cái từ đồng nghĩa với nhau đúng không? Thì thứ nhất, khi mà mình biết nhiều cái từ đồng nghĩa thì mình sẽ có nhiều cách diễn đạt hơn. Thay vì mình chỉ biết cái từ duy nhất là cái từ food thôi. Thì bây giờ con sẽ biết thêm cái từ là speciality. Là cái từ cuisine, right? Cuisine, you know cuisine. Cuisine là những cái ẩm thực đó con nha. Cuisine là ẩm thực. Con biết sao cô dạy con mấy từ này không? Vậy là sao mà sau này con biết essay là như thế nào đó? Thì những cái từ food ha, là những cái từ mà nói thì nó ok, nhưng mà khi mà mình viết á, thì nó không có academic lắm. Cái gì ha? Yeah. Cho nên là mình học thêm những cái từ như là speciality, những cái từ như là cuisine, nghe nó sang trọng hơn, kiểu như nó academic hơn nha. Rồi. Hoặc là khi mà người ta nói thế nhiên thì con cũng có thể hiểu được nhé. Con có thể hiểu được cái đó. Rồi. Ví dụ con nói là con rất là thích luôn. Thì con sẽ thường con nói là I really enjoy hoặc là I do enjoy. Nha. Ở bên đó nó có cái cách nói là thêm do vào đúng không con? Con nghe là yeah. Rất là thích cái gì đó thì con sẽ dùng do. Con cộng với một cái động từ yêu ghét đúng không? Là I do enjoy và I do like, ví dụ như đúng không Nhi? Rồi. Yeah. Rồi. Sau enjoy nó sẽ cộng với động từ gì Nhi ha? Thường là động từ thêm động từ thường. À, mình dùng động từ thêm in đó con ha. Rồi. Không, ok. Yes. Rồi, vậy con cho một dùng cô một cái ví dụ nha. Một cái ví dụ của I do enjoy nhé. I do enjoy. Đúng rồi. I do enjoy.
I do enjoy it. Enjoy it. Động từ. Rồi giống như là tôi rất là thích cái gì đó. Cái này con dùng hiện tại đi nha. I do enjoy gì nhỉ? Cushion. Cũng được. Rồi, ở đây con có thể dùng động từ thêm in nè. Vì sao enjoy nó gì nha? Thì con sẽ sử dụng một cái động từ đó thêm in. Còn nếu không thì con có thể sử dụng một cái n. N này là gì ta? Hôm qua cũng có dạy rồi đó. Hả? Nào danh từ. Đúng rồi con. Ok. Vậy là con nói là con rất là thích cái ẩm thực gì ta? So which type of cuisine do you enjoy? Which type of cuisine do you enjoy? I do enjoy Vietnamese. Lovely. Okay, Vietnamese cuisine, right? Please tell me why. Please tell me why you enjoy, you just enjoy Vietnamese cuisine. Bởi vì nó phù hợp với cái khẩu vị của con thì con sẽ nói như thế nào? Nó phù hợp với cái khẩu vị của con. Phù hợp. À. Bởi vì because it's suitable. Okay, suitable. For, thường mình là phù hợp cho cái gì đó đúng không ta? Is suitable for khẩu vị là gì ta? Khẩu vị. Con không nhớ từ. Okay. Rồi, taste con ha, taste. Taste. Ừ, khẩu vị con ha. Khẩu vị. Nha. Yeah. Rồi, because it's suitable for my taste. My taste. Nha, taste con ha. Taste. Ừ. Cái taste này là như vậy, giống như là danh từ thì nó có nghĩa là khẩu vị con. Còn nếu là động từ thì nó có nghĩa là nếm. Nha. Yeah. Nếm. Như I taste the food. I taste the noodles. Nha. Yeah. Thì là mình nếm. Có sao con dùng cái từ này hàng ngày đúng không? Con quên. À, okay. Con nói là cái vị của nó lạ. Nhưng mà con hỏi khẩu vị con. À, ok. Cái vị đó con nha. Cái vị. Làm giống như là nó phù hợp với khẩu vị của mình, ví dụ vậy nha. Vị và khẩu vị. Cô nghĩ là mấy từ này con biết mà, đúng chung mấy cái từ này mình dùng thường ngày thôi. Rồi ok, đi du lịch đó con, tại vì á cô sợ là khi mà con lên đại học á thì mình sẽ nói về những cái chủ đề khác nhau, cho nên là cô cung cấp cho con sẵn những cái cụm từ hay về chủ đề du lịch luôn. Ví dụ đó, con nói đi du lịch thì nó sẽ vui đúng không? Nó làm cho con thoải mái. Con có thể giống như là thưởng thức được nhiều món ăn, nhiều cái đặc sản đi. Hoặc là con có thể là gain, widen, hoặc là broaden knowledge about. What does it mean by gain knowledge? Mở rộng hiểu biết của mình về cái thứ gì đó. Đúng rồi, chính xác. Hay không? Kiểu như nó, giống như là mình có cái cụm từ sẵn rồi đó. Mình chỉ cần áp cái ý mình vào thôi là mình, cái cách diễn này của mình rất là hay đúng không? Rồi bây giờ con cho cô một cái ví dụ của nó nha. Tôi thích đi đâu đó bởi vì đến cái đó sẽ giống như là mở rộng kiến thức của tôi về cái gì đó. I really like go to like go hả ta? Like go. Like I really like to go. I like to go. Or like going. I like to go. I really like to go. Go. Korean. Vậy là go to đúng không con? Go to. Korean hay là career? Career. Đúng rồi. Còn khi nào mình mới dùng Korean? Korean là người Hàn. Korea là đất nước Hàn. Very good. I really like to go to Korea.
Because giống như because thì nó còn cô dạy cho con thêm từ là is bởi vì gì cô? Bởi vì sao ta? Tôi có thể chuẩn nha. Bởi vì I because I broaden knowledge about culture. Okay, good. Culture and cuisine. I can broaden my my knowledge. Knowledge about culture. Cái văn hóa của cái gì ta? Cái văn hóa của nước nào cơ? About Korean culture. Đúng rồi, chính xác. About Korean, right? About Korean. Đúng rồi. Cái chỗ này mình mới dùng là Korean nè con. Con biết tại sao ở đây mình lại dùng Korean không? Tại vì là tại vì tôi muốn mở rộng hiểu biết của tôi về văn hóa của người Hàn. Đúng rồi, thì cái từ Korean là của người Hàn, đúng không? Tiếng Hàn là của người Hàn. Mà nói cách khác hôm qua mình học đó Nhi, nó là cụm danh từ đó con. Nhớ không? Ở đây là danh từ nè. Culture, cái từ này mình đọc là culture. Culture. Đúng rồi, mình đọc là culture mới đúng nha. Đây là Korean cultures, right? Danh từ nè, tính từ nè, đúng không? Vậy thì mình suy ra là cái Korea này là danh từ, còn cái Korean nó là tính từ nha. Rồi, okay. My knowledge about Korean cultures, right? Em phải gì nữa ta? Cuisine. Yeah, cuisine. Cuisine. Okay, very good. Okay. You can widen, or you can broaden, or you can gain knowledge about Korean cultures, right? Culture là văn hóa là con. Còn mình nói là ví dụ mình nói những cái truyền thống thì mình sẽ nói gì đây? Truyền thống. Traditions. Okay, very good. Phong tục. Truyền thống là tradition hay là traditional? Okay, rồi. Vậy thì tradition hay là traditional đúng không? Traditions là danh từ không? Là truyền thống nhé. Truyền thống. Okay, nó là danh từ không ha? Còn traditional là gì ta? Traditional là đúng rồi. Thuộc về truyền thống nè. Các con nha. Rồi, vậy thì cô ví dụ cái từ traditional này nha. Việt Nam has a lot of traditional values. What does it mean by Vietnamese has a lot of traditional values? Có rất nhiều, Việt Nam có rất nhiều values. Có rất nhiều cái giá trị truyền thống nghệ thuật. Giỏi. Truyền thống. Giỏi. Đúng rồi đó, chính xác nha. Nghĩa là Việt Nam has a lot of traditional values. Có ha? Có nghĩa là có rất là nhiều cái giá trị mà thuộc về truyền thống. Thì con thấy là đây là một cái cụm danh từ đúng không Nhi? Đúng không? Thì nó có danh từ này, nó có values là giá trị, nó là giống như là giá trị giá trị kia đó. Thì nó là danh từ nha. Vậy thì traditional này nó là tính từ đúng không con? Ha. Đúng rồi. Nhưng mà cô đâu thể nào mà cô đem cái tradition này cô để vô là tradition values đâu. Nha. Mà phải là traditional values. Thì con hiểu khi nào mình sẽ dùng tradition, khi nào mình sẽ dùng traditional. Rồi. Còn nói là cô nói là Việt Nam có rất là nhiều truyền thống thì con sẽ nói như thế nào? Việt Nam có rất nhiều. Has a lot of tradition. Giỏi, chính xác. Vậy thì cái đó là công việc của tradition với traditional ấy ha. Rồi, ok, good. Rồi, ok. Vậy là, anh ấy mình nói gì ta? Mình nói cái từ phong tục. Rồi, nó kiểu như phong tục nè, truyền thống, cái kiểu gì thì không, phong tục là gì không? Phong tục là tradition. Tradition nó là truyền thống đó.
còn phong tục nó khác nữa, đó là custom. Custom có nghĩa custom là phong tục. À, nhiều khi mấy cái từ này mình gặp trong mấy cái bài đọc thường á nha, những cái bài đọc về văn hóa du lịch rồi đó con nha. Rồi cho nên coi như là mình biết thêm động từ nha, mình sẽ biết thêm từ vựng. Ok, rồi, cho con một cái ví dụ, những cái ví dụ của tô màu cam nha. Yeah. You seem tired, right? Okay. Yeah, been tired. Okay. If the next day or kind of if that day you are tired, you can tell me, because I can allow you to relax on that day. No worries. Okay. Let's see. Okay. Don't worry. Don't worry that if you feel comfortable, if you are healthy enough, if you are strong enough to study, if you are ready, we study. And if you kind of exhausted after a hard working day, you can tell me and we relax. It's okay. Okay. Mm. Yes. Really? Don't worry. Sao con? Không, con nên đọc từ relax. Đúng rồi. Đó. Đó. Thay vì con nói là relax, đúng không? Thì con sẽ relieve the stress of my life. Đúng rồi. Relieve the stress, những căng thẳng của cuộc sống. Ừ, có nghĩa là giải tỏa những cái căng thẳng trong cuộc sống của tôi, đúng không con? Nha. Yeah. Rồi, thì con nói là đi du lịch đó thì có thể là giải tỏa những cái áp lực, những cái căng thẳng trong cuộc sống. Vậy thì mình có rất là nhiều ý, đúng không con? Có rất là nhiều ý khi mà mình nói là cái lý do tại sao mà mình thích đi du lịch như vậy á. Okay, okay, how about traveling to kind of enjoy the nice memories with your family members? So have you ever traveled with your family members? Have you ever traveled with your families? Yes, I do. Do you want? Yeah. Because when we work so hard, we need to go somewhere for relax. Release the stress. Okay. Mm. When? Good example. When we work so hard, right? Yeah. We work so hard. We need to go to travel. Right. Need nó cộng thêm một cái động từ thêm to con ha. Need to. Yeah. Need to go to travel. For relieve the stress. Mm. Relieving the stress of our life. Ví dụ vậy, our life. Rồi, vậy thì khi nào con sẽ dùng relieve, khi nào con sẽ dùng relieve, cô hướng dẫn cho con một cái điểm ngữ khác nữa trong ngày hôm nay thôi nha, thì cô sợ như vậy nữa. Yeah. Rồi, thì tại sao lại là for relieving mà không phải là for relief? Thì nó như thế này con ha. Trong tiếng Anh nó sẽ có những cái giới từ con ha. Giới từ trong tiếng Anh nó là gì ta? Nó là reposition đúng không con? Giới từ nè. Trong tiếng Anh nó là repositions. Đó. Là bao gồm những cái giới từ nào ta? Là in nè, on nè, at nè. Ngoài ra, in, on, at có gì nữa không? For. 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 Good. What else? Gì nữa không? Học được không? Rồi, by nữa được không? By ok luôn nha. About được không? Đó, nha. Thì đây là những cái giới từ trong tiếng Anh nè con. Những cái giới từ trong tiếng Anh nha. Thì sau giới từ á, thì sau giới từ thì con sẽ cộng với động từ to mean.
chế từ. Thì phía sau của nó sẽ cộng với một cái động từ thêm, thêm in, hoặc là một danh từ nha. Rồi, con nhớ cái này con nha. Sau giới từ đó con, thì mình sẽ sử dụng như là những cái động từ thêm in hoặc là danh, danh từ. Rồi, cái từ for này nó là giới từ đúng không con? Dạ. Ừ, thì sau giới từ đó sẽ là relieve nè. Relieve là giải tỏa, thì nó là động từ đó. Vậy thì sau giới từ thì cái động từ nó phải thêm, thêm in nha. Đúng không? Rồi, vậy thì cái này nó liên quan tới ngữ pháp tí xíu con ha. Nó liên quan tới là ngữ pháp. Ừ, cho nên là mình biết á, mình biết là for relief nó không đúng, nhưng mà for relieving thì nó mới đúng. Thế vậy nha. Ok, bây giờ con cho dùng con một ví dụ nha. Đó, ví dụ. Tôi thích, rất là thích học gì ta. So which subject do you enjoy? I really enjoy. Mm-hmm. I really enjoy. Con dùng dùng cô cái từ là interested đi. Interested đi, nhớ không? Interesting với là interested đó. Yeah, I really enjoy. Oh no, I really interested. Interested. I really interested. In gì đây con? In rất là thích cái việc học, học tiếng gì đó chứ. Studying đúng không con? Đó, con dùng studying rồi đó, phải không? Chứ mình đâu có dùng là in, mình đâu có dùng là study nữa đúng không? Yeah. I'm really interested in studying English. English, sure, sure. Yeah. You sure? Yeah. Okay, good. Ok, đó, nha con ha, thì in nè, in nó là giới từ nè, nha, giới từ nè, thì sao nó là động từ thêm in nè. Rồi, gán dùm cô thêm một ví dụ về danh từ đi, nha, nè. Sau giới từ nó là danh từ, mình không dùng động từ thêm in nữa, mình dùng danh từ. Rồi, đây là động từ thêm in nè. Ok, tell about your boyfriend. So, what is he interested in? Interested in my girlfriend, my sweetheart, right? Muốn dùng là boyfriend hay là dùng là sweetheart? Yeah, boyfriend. Sweetheart, right? Nhắc cái bạn trai cái cười lên liền. Nhắc cái bạn trai cái tươi tỉnh lên liền. Đêm ngủ chết luôn. Sao nhắc cái bạn trai cười tươi? Đâu học xong đi ngủ liền. Vậy đó hả? Ok. Ngủ sớm đi con, cho khỏe. My sweetheart. Is đúng không? Interested. Interested. Đúng rồi, interested in. In. Danh từ phải không? À, đúng rồi con, đúng rồi. Cái là hứng thú về cái gì đó. In airplane. Airplane. Very good. Đó nha. Đó, airplane nè. Đó thì airplane đó là gì con? Đó là danh từ đó. Cái gì nha? Yeah. Rồi, đó, ok nha. Đó. Vậy là biết cách dùng rồi đó. Vậy thì con nhớ nha, khi mà con gặp một cái giới từ đó, ví dụ như là about chẳng hạn nha, thì phía sau đó sẽ là động từ thêm in hoặc là danh từ. Rồi, ok. Dạ, cô tóm lại cái bài học hôm nay ha, là mình học về cái cách sử dụng giới từ nè. Nha, giới từ thì nó sẽ sử dụng như thế nào nè. Rồi, ok, mình học được một số cụm từ hay về du lịch nè. Đi du lịch để làm gì? Đó là một số cụm từ hay về lý do để đi du lịch nha. Rồi, một số từ liên quan tới du lịch nè. Rồi, ok. Mình biết thêm cái từ taste này, nó còn có nghĩa là khẩu vị nữa. Rồi, vị, yes, đặc sản nha. Thẩm thực cái kiểu đó con ha. Rồi, nói chung là mấy từ này nó cũng khá là hay. Cô thấy nó khá là hay. Yeah. Ừ, ok. Rồi, có gì nữa ta? Mình học thêm một cái cụm từ là mình học về cách pha MIDI nữa nè. Nha, mình học được cái cách pha MIDI sao cho nó ok, sao cho nó đúng nha. Rồi, có nghĩa là mấy cái này nó rất là kiểu nó rất là kind of practical. Kiểu như yeah, practical to you right because you use every day, right? Important. Rồi, yeah.
Rồi còn mấy cái từ này mình học thêm mấy từ này nữa không nhé? Ôn lại về lệ quen, bi quen cái kiểu nhé. Rồi, okay, maybe we stop here because I will have the next class. Mm-hmm. So maybe it's time for you to lie on your bed. Yes. Okay, to compensate for a very hard working day, right? You are so good. Awesome. Thank you. Yes, and have a nice dream. Goodbye. See you. Bye. Yes. Yeah, right. Mm-hmm. Bye. Goodbye. Yeah. Okay, see you. Mm-hmm. Stop sharing.